Thấy nó nằm bên mình. À, ngủ là thấy thấy Phúc nằm trên mình hả? Trời ơi. Ngủ cũng như mình mơ màng vậy, sao mình ngủ cũng không được. Dạ. Cái bắt đầu mới là thấy nó đi lại. Đi lại mình nó dọn. Nó nắm chì ta, mình không biết kêu đi đâu. Dạ. Chì tới đó. Mày nằm yên đi cho tao nghe. Mày làm gì mày chì tao hoài vậy? Đi nọ. Là em thấy, nhưng mà tại em không nói cho bằng nghe. Thấy sao? Thì em thấy nó về, nó giỡn em vậy đó. Em nằm giọng á, nó khều, gớt giọng á. Trời cái chân á, còn nhầm bà cái ngang nhà là thấy nó về luôn á. Thấy nó đi về luôn á. Bình thường là bé đâu có đi được. Nó đứng lên đi qua nhà luôn mà. Trời ơi. Bình thường ha. Cái bữa mà thiêu đó em sợ đó. Sao chị? Thiêu mà nó còn cái bộ hoạt ngay được sinh sống đó. Mà nó không cháy á, lúc ngang cháy rồi. Cháy đi rồi. Bà thấy cái ruột rồi còn nguyên à. Kiểu nó cháy, nó gom lại đen lại rồi. Nó gom lại đen như cái cục đen rồi, nhưng mà nó dính chùm nguyên chùm từ trên xuống, mình nhìn sợ lắm. Trời cũng mới ở đây là đây có Văn Hơn nè. Em trai mà mất ở phòng trọ nè cả nhà. Đây Nguyễn Thành Danh đây, thấy không? 49 tuổi, nhớ không luôn, giống quá ha. Nguyễn Thành Danh giờ 49 tuổi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ kiếm ông với bà. Bên cạnh của bé thì từ nhỏ thì bị chất độc da cam, thì nằm một chỗ thì cha thì cũng không có ở bên, mẹ thì cũng bỏ từ nhỏ. Một mình bà nội cũng như đi nhặt ve chai rồi chăm sóc bé. Đến hôm nay thì bé bệnh nặng quá. Bé mất rồi đấy bé. Mà nó mua mà nước cho uống nghe. Trời ơi. Bà nghiệp không, bà nói bà về nha, con ở đây nha, vài bữa bà ra. Đi chỗ nào bà ra không có đứt ruột không cả nhà. Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Vagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Dạ hiện tại thì em đang có mặt tại đường Trương Công Định tại chùa Vạn Phước cả nhà. Thì hôm nay đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của bé Phúc 14 tuổi. Thì từ nhỏ thì bé mắc bệnh chất độc da cam, nằm một chỗ, cha mẹ thì cũng không có ở bên. Bên cạnh đó thì có bà nội thì hàng ngày đi nhặt ve chai để kiếm tiền lo cho bé. Và thời gian gần đây thì bé bị lâm bệnh nặng và bé cũng mới vừa mất. Như những video trước anh em có chia sẻ đó cả nhà. Thì hiện giờ thì gia đình cũng đưa bé vào chùa Vạn Phước này để thờ cúng. Thì hôm nay em trở lại đây cũng là ngày cúng thất đầu cho bé Phúc. Thì anh em cũng đến đây để chia sẻ những hình ảnh nơi an nghỉ của bé Phúc để gửi đến quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã đồng hành giúp đỡ cho bé Phúc trong cái phần hậu sự cũng như là trong suốt thời gian mà bé bệnh ở nhà cả nhà. Giờ em mời cả nhà cùng em đi vào phía bên trong để gặp gia đình để hỏi thăm xem hôm nay là như thế nào nha cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà. Sư vô kêu hả? Đây chị Hòa nè cả nhà ơi. Rồi em chào chị nha. Hôm nay là mình đến chùa Vạn Phước này làm gì vậy chị Hòa? Hôm nay đi tới chùa này đi với bà cũng cho bé Phúc. Cũng từng hả? Cũng từng á. Hôm nay là từng mấy rồi? Từng đầu. Là sau khi mà làm cái hậu sự cho bé Phúc 14 tuổi xong thì mình đưa hài cốt vô trong này. Rồi để trong này luôn hả chị? Sao mấy hôm nay tình hình của bà sao rồi? Ổn không? Thấy ổn chị? Không. Em thấy hôm qua giờ là bà đi bệnh viện nhiều quá. Sao vậy? Thì bà cứ xịn, cứ tụt hoài luôn. Nó tụt cái áp và tụt lên. Nó bị giống như là bà không ăn uống được gì hết. Rồi đưa bà đi nằm chứ sao vậy? Trời. Nằm viện luôn? Không. Kiểu như là nhập kiểu vô và bà không chịu nằm á. Bà đòi về nhà. Bà đi rồi bà về. Sáng đưa bà qua nằm tới chiều. Rước bà về. Cho nên thuốc xong rồi đưa bà về nhà.
thì ở trong đó thì có mấy anh của em hoặc là mấy cái chị gì đó chạy rước giùm, chứ giờ em đi làm mà đâu có thời gian đâu mà chạy vô. Bây giờ mà này mới vừa tắm thay đồ xong được mấy ngày, nghỉ được mấy ngày em mừng chết. Rồi mấy hôm nay là chị cũng tới lui qua bên nhà của bé Phúc hả? Chưa em mới đi vô, chưa em mượn ai chở em đi vô. Rồi xong rồi chiều em mượn anh em chở em ra. Rồi hôm nay là mình chị với lại bà là đến đây hồi sáng sớm hả? Tới giờ luôn. Từ sáng giờ ở đây. Rồi vô mình để mình cúng rồi khi nào mới xong? Cúng trời nó là cúng tới trưa là xong rồi. Trưa mới xong ha. Vậy là tới tầng là mình lại đây mình cúng. Mình cũng nhờ thầy ở trong này ha. Dạ thầy cúng giùm. Dạ. Ở đây là chùa Vạn Phước nha cả nhà, chùa Vạn Phước. Ở đây là lần giống như lần thứ hai anh em mình đến đây rồi nè. Ở lúc trước đó thì hoàn cảnh của anh Danh đúng không? Hình như là cũng gửi vô chùa. Và ở trong này luôn. Và mấy hôm nay là chị với bà đâu có gặp bé không? Thôi em không gặp nữa, tại vì lúc này em lo tầm ngủ ngoài này không gặp, chứ mà nếu mà về trong nhà bà kêu giấc chưa mà có nằm ngủ thì sẽ thấy ghê vậy. Sẽ thấy cái kiểu như thấy nó về thôi, nó khều khều chọc cái gịch cái chân em thôi, chứ nó không kiểu như nó giỡn. Tại mình ưa giỡn nó. Trời đất ơi, giỡn mình lại thấy đi về hả? Thấy còn nhầm bà cái ngang nhà là thấy nó về luôn á, thấy đi về luôn á. Bình thường là bé đâu có đi được đúng không? Nhưng mà nằm trên bao thấy nó đi được. Vậy có khi bé mất rồi, bây giờ là bé bệnh tật là đã hết rồi. Rồi đi đứng được rồi. Thấy là bệnh nó cái chị nhân ở bên nhà thấy là nó đứng lên đi qua nhà luôn mà. Trời ơi, bình thường ha. Ghê vậy. Nó nói mãi cái bữa mà thiêu đó em sợ đó. Sao chị? Thiêu mà nó còn cái bộ phận ngay được sinh sống đó mà nó không cháy á, đốt ngang gái rồi cháy luôn á, hồi nó mới cháy á. Là hôm bữa là quả thiêu bé là bộ phận sau lưng hả? Xương sống hay gì? Cái chỗ xương sống mình thì nó sẽ cháy nhanh lắm chứ phải không cháy. Cái kiểu như là có thể là ruột gan phải phổi gì đó. Nó không cháy. Trời đất ơi. Em thấy mà em còn quảng hồn. Là bộ ruột là không có cháy đúng không? Sao mà giống cái trường hợp lúc nó trước quá trời. Cái em mới nói bà đốt nguyên cháy cho bé Phúc đi cho nó cháy. Cái bà đốt nguyên cái tự nhiên nó không chịu cháy nữa. Nó ban đầu nó cháy phần lên cái đầu người khác lại cái thấy vậy cái cháy được phần lên cái cháy đựng chút cái hồi nó ngưng lại. Cái đầu em điện cho cái ông mà liệm mà đưa đi quả thiêu á. Cái thiêu á cái em điện trọng cho ông lại ông gái nó mới cháy hết luôn. Chứ hồi nó không cháy hết. Trời ơi, vậy là hôm bữa là chị cũng như là cùng gia đình là đợi luôn, đợi để nhặt cho nhặt hai cốt sốt luôn á. Em vừa về nhà vừa xong rồi đưa bé Khúc vô chùa này là em đi về nhà là em bị sốt đó. Mà khi mà thiêu xong mà đem ra mà chưa cháy hết là nhìn cũng chắc sợ hả chị? Có nên em thấy không? Nếu ai gì đi lại coi có nên em đi mà thấy ruột rồi còn nguyên à? Còn nó kiểu cháy nó gom lại đen lại rồi. Nó gom lại đen như cái cục đen rồi, nhưng mà nó dính chùm nguyên chùm từ trên xuống, mình nhìn sợ lắm. Trời ơi. Biết cách giấy biết cách giấy gì vậy? Cháy hết. Mới cháy hết. Kiểu như bà đốt bà nhang, bà chỉ nói là con ơi thôi đi siêu thoát đi ông ơi, đốt chịu cho cháy hết đi. Thì đứng nghe vậy nó cháy cũng chút thôi. Kiểu còn kiểu người dân tộc á, người ta biết người ta gái heo kết của người ta nó sẽ cháy hết nhiều nhanh lẹ. Cái này giống như kiểu mà bé không muốn đi á, không muốn đi á, nhưng mà quả thiêu mà cháy cũng không hết nữa. Bây giờ đem bé đến chùa thì chắc là bé được an nghỉ đó cả nhà. Có chỉ trong nhà là em thấy, nhưng mà tại em không nói cho bà nghe. Thấy sao thì em thấy nó về nó giỡn em vậy đó. Không dám nói cho bà, không dám nói nó không bà đau nữa. Nó khều chân đi luôn rồi. Em nằm giọng á, nó khều gớt giọng á. Trời ơi, cái chân em gớt giọng á. Tại vì em nằm á, kiểu như em nằm thì cái giọng thường em nằm là kín ngắt mà. Chứ làm gì em gớt cái giọng được. Mà nghe mà sợ. Kéo cái chân mình ha. Gịch cái chân cái chân mình thôi. Kiểu như là giỡn nó giật cái chân, cái nằm cái chân mà đưa cái dai chân qua cái ngắt cây nè, nó giật gớt xuống. Kiểu như hoàn thực mình nó hết hồn mới ngã gớt xuống đó. Tại bé mới có 14 tuổi à, nên là tại vì em ưa chơi với nó. Nên là móc rất là linh luôn, rất là linh thiêng. Mà gì đâu Phật. Sao chị nói cái gió quá trời vậy? Chị mới vừa kể cái gió rồi nè. Sáng giờ gió vậy rồi mà. Phải không? Sáng giờ gió vậy mà. Tưởng đâu mà chị mới nói chị là không có gió luôn á. Mới vừa nhắc bé Phúc cái gió thì em sợ vậy. Có không? Bé hiển linh á. Anh chọc em quá. Chọc ha. Mày có sợ không? Chứ con cháu mà sợ gì đúng không? Con cháu mà. Mình chị giúp đỡ cho bé nhiều quá. Thì thấy vậy thôi. Để mình thương nhớ thôi. Cháu Phúc vô chùa nhiều khi bé đang ở đây. Thấy chị kia khóc còn hơn em, thấy không? Em không khóc, tại vì em không dám khóc. Khóc sợ nó ở dưới nó bị đánh.
À chị biết ha, sợ khóc. Tại vì chị hai em cũng bị mắc vậy đó. Thì lúc mà em đưa chị hai em đi cũng vậy đó. Mình khóc cái người ta kêu em đừng khóc, khóc ở xuống dưới nó bị quýnh, bị đập vậy đó. Em sợ chứ không dám khóc. Nhưng mà vẫn buồn trong bụng. Người lớn mà khóc cho bé nhỏ quá thì không nên. Thì nó sẽ mang tội gì đó, rồi bị quýnh, bị đập con chừng ở dưới mình con không biết được. Nhưng mà trong nhà là nó không cho bà thấy, nó không cho ai thấy. Chỉ có em với cái bà ngang nhà là thấy thôi. Chị ngang nhà, không có bà. Cái bà nhà mà cái hàng cây mà anh để xe bên đó đó. Dạ. Nhà đó đó. Ở đây là như là chùa này là mình đem vô thì mình cũng gửi. Mình gửi không tốn tiền gì hết trơn đúng không chị? Tại em đi xin trước rồi. Chùa này cũng chùa Vạn Phước này là hoàn cảnh nào khó khăn á, khi có gia đình có người mất á, đem vô đây là người ta để trong này thờ cúng luôn. Vậy á, chùa này còn rỡ hơn chùa Khánh Sơn. Em á, chùa Khánh Sơn bên đường nhà em á, đem vô là phải gửi tiền á. Đúng chị rồi. Hai em gửi bên đó là gửi vô gửi 1 triệu á. Nó mới cho để. Em không biết. Ở đây là mình tùy tâm. Ví dụ như mình thấy ở đây khi mình gửi á thì mình cũng gửi tiền cho sư. Giống như tự mình gửi thôi chứ ta không có lấy. Đúng rồi. Người ta làm giống như người ta làm phước mà. Dạ, tự gia đình gửi thôi. Sư mấy ông sư cũng nói á là mới mốt tới cúng thác em 21 ngày 49 ngày á là đi 10 giờ thôi, đừng đi sớm quá. Cái mới nói à. Không, bữa nay thách đầu tiên là con lại cúng này là con nghỉ về đó. Thì con đi làm rồi không có về được nữa đâu. Sau này em hơi khó về á, tại đi làm xa, đi xa, đi các tỉnh rồi đâu được về. Để tới cúng nói thì em xin về chủ lai em. Đúng rồi. Bà thì lớn tuổi mà cũng may có chị Hòa nè, cũng tới lui rồi đi cùng với bà xe gộ này kia chứ thật sự không biết như thế nào luôn. Cũng cảm ơn. Em chở ra đây qua cũng để trước cái cốt ông rồi qua ngày hôm sau á, ngày hôm sau á là em khỏe em đi vô á, cái em để cho chở bà đi qua thăm cho bé Phúc cho biết chỗ á, tại bữa em về là em muốn cho bà lại. Xong rồi qua sau em mới chở bà về rồi vừa chở bà lại bà thấy cốt để gì rồi bà. Và mua nước, mua sữa, cua sữa cho bé Phúc mà bà xỉu ngắt á, trời ơi, mặt mày em tái luôn. Giờ là bà ở trong hả? Giờ mình đi vô trong đi. Đi vô trong gặp bà đi. Đi vô trong. Ở nhà đây là chùa Vạn Phước nha cả nhà. Ở đường Trương Công Đình ở thành phố Sóc Trăng nha cả nhà. Chút xíu rồi mình đi ra mình quay sơ. Đây có rất là nhiều Phật. Phật và ngầm nè cả nhà. Chị có lại Phật không? Không. Không hả? Đẹp không cả nhà? Không có lại. Chào thầy, chào sư. Sư về nhà. Đây là giống lang tang kìa. Lang tang nè. Ôi, bây giờ như giờ vô trong đây bữa hổm lại nó chỗ này nhỏ lắm luôn. À cái bà em nói anh nè, bà ngồi ngang đối diện bé Phúc luôn đó. Đây là gì? Quảng hả? Quảng xanh đường. Quảng xanh đường. Quảng xanh đường. Hồi đợt trước á, đợt anh em đến mà hoàn cảnh của anh Danh á, cái chỗ này nhỏ lắm. Đúng rồi. Nhưng hôm nay là dời qua đây là rộng rồi nè cả nhà. Rộng. Ờ thấy gì không đụng lên giùm luôn. Hay gì đạo Phật. Ngồi đây mà để thấy gì không đụng lên giùm luôn của những người mà đã mất sẵn. Chào ba nha ba. Hay gì đạo Phật. Chạm. Ba khỏe không ba? Đây luôn, ở đây. Để máy nha. Ba khỏe không? Sao thấy yếu xìu sẵn vậy? Trời ơi. Bà ngồi quay ở đây nè, con hỏi thăm xíu này. Thấy nó chưa có về. À là bữa giờ bà không vô đây, mới vô đây bữa nay luôn hả? Vô hoài luôn. Thôi thì thầy cái bàn thôi. Nhìn bé nằm đây nè cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Bé vô đây thì bé nghe kinh nghe Phật thì chắc nó không. Bé mày nghỉ rồi coi nhà. Hồi lấy cái hình bé nằm luôn hả chị? Lấy hình đó đó. Nhưng mà vẫn dập ảnh tên nha. Em để ảnh tên là Phạm Minh Phúc. Mà tại ở đây có người ta biết em họ Nguyễn á. Ta lấy cái họ em gấp vô cho bé Phúc. Hay gì đó Phật. Chúng ta họ Phúc. Để hiểu Phúc. Ở đây thì vô bé vô đây có nhiều. Nhiều người ở trong này. Ở đây có người quen em á. Người nghe kinh nghe Phật. Em thấy ta để vô đây nè. Dạ. Cái bút của họ mình để tấm hình vô thôi. Rất là nhiều luôn cả nhà. Mà em ghi đặt cái bảng tên đó là Phạm Bức Phúc. Hôm nay là mình cúng cơm. Hôm nay là mình cúng cơm ha. Cúng cơm. Cơm chay. Nhưng mà bà phải giữ gìn sức khỏe nha bà.
Hôm nay tụi con đến cũng như là thăm Hòa với lại coi cái chỗ mà nơi an nghỉ của bé Phúc á, coi như thế nào. Rồi bé vô đây thì bé cũng an lòng rồi, bé an nghỉ rồi đó. Vô đây thì nghe kinh nghe kệ. Và cũng an tâm. Quan trọng là giờ bà phải giữ gìn sức khỏe nè, các bé cũng phù hộ cho bà. Có ngày qua cũng có ra. Hôm qua mới ra nữa. Tính ra đặng lấy cái bản đặng ai vô mà về đâu ai hồi sáng này ra thấy gì đó. Mình họ Phạm ta để họ Nguyễn. Ta ghi lộn hả? Ghi lộn chắc là em nghĩ là chú em để lộn. Tại vì em có ghi là để Phạm một phút. Không biết ở nhà em là Nguyễn, họ Nguyễn. Rồi nghe nói con em không nghĩ thì em để Nguyễn một phút. Để trên hay về em chưa làm lại. Không có miếng đó thì mình lấy miếng giấy đó mình làm lại thôi, bản tên đó mình làm lại thôi. Tại vì nó không phải để cũng thất sao đi rồi mình nó làm lại. Mình đổi luôn. Chứ bây giờ mình đâu có đụng vô nữa. Dạ. Thì có gì á mình hỏi hỏi thầy, hỏi sư á. Hỏi cái thầy nên. Sáng rồi đụng vô thầy cũng cho. Đúng rồi. Có gì mình phải hỏi. Tại mình vô đây giống như mình. Không, giấy tấm hình hôm qua thì ông thầy cho. Em nói em đổi đúng tên rồi sáng thì thầy nói thôi lỡ để đi tới 21 ngày nha. Dạ. Bây giờ mình đi một vòng cái hình như ở đây là cũng là nơi mà xưa mình quay cái hoàn cảnh của anh Danh á. Không biết là nằm ở đâu. Rồi bây giờ mình đi. Để con mượn cái mic nha bà, để con ba ngon nghỉ nha. Té ở cầu rồi mất. Con đi vòng vòng con coi có ảnh không? Mình thắp cho ảnh nén hương. Ở đây nè, ở trong này nè. Ở hàng này thôi. Mình hương đâu ta? Mình thắp cho bé nén hương. Gì đâu không? Mình thắp cho bé Phúc một nén hương trước đi. Thắp cho em ba nén hương hả chị? Thì hoàn cảnh của bé thì từ nhỏ thì bị chất độc da cam, thì nằm một chỗ thì cha thì cũng không có ở bên, mẹ thì cũng bỏ từ nhỏ một mình bà nội cũng như đi nhặt ve chai rồi chăm sóc bé. Đến hôm nay thì bé bệnh nặng quá, bé mất rồi đó cả nhà. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay đến đây thì cũng thắp cho bé một nén hương. Thì sau khi mà bé mất thì phần hậu sự của bé thì cũng nhờ tất cả quý mình Hồng Vương cũng thương và gửi tiền về để lo đó. Hôm nay thì tụi em đến thì cũng thắp thay mặt cho khán giả cũng như mình Hồng Vương thắp cho bé một nén hương ha. A Di Đà Phật. Giờ đây Đà Phật. Bé thì được an nghỉ đó. Phải là cho nó đẹp cậu. Đúng, ở bên Mỹ Phước á. Đâu mình đi một vòng coi. Mình xin phép mình đi một vòng để tìm lại cái hài cốt của anh Danh coi, coi thấy không? Rồi mình để mình thắp cho anh một nén hương á. Anh Danh 41 tuổi luôn. Dạ, anh Danh mấy tuổi luôn. Cũng khá là lâu rồi á. Còn mình biết là anh nằm trong này không, mình không biết là chỗ nào. Em về hả? Cũng mới. Ở đây là đây có Hồ Văn Hơn nè. Em trai mà mất ở phòng trọ nè cả nhà. Trong phòng trọ đường cụ sáng nè. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó. Trước tụi em cũng chia sẻ. Đúng rồi. Giúp đỡ hoàn cảnh này. Đây là hoàn cảnh của em Hơn mà lúc mà mất thì chủ phòng trọ cũng không có cho để ở trong nhà trọ. Là phải nửa đêm là 8 giờ đêm là phải đưa lên xe lôi á, để mà chở ra khu nghĩa địa. Để trong đó một đêm, ngày sáng hôm sau lại là đưa em đi quả thiêu á. Sau khi mà đăng tải câu chuyện của em Hơn lên thì cũng rất là nhiều ông bà cô chú quan tâm đến. Thì cũng có giúp đỡ cho em được một số tiền để lo hậu sự đó cả nhà. Gia đình cũng đưa bé rồi em nó vào trong này ha, đang nghỉ. Bây giờ mình đi tới Đạo Phật. Đạo Phật. Em Hơn là mới có 26 tuổi thôi cả nhà. Phù hộ cho gia đình. Còn anh Danh là không khỏe. Hồi xưa hình như đem vô đây là có gì ảnh, hình như là một thời gian á thì ta sẽ dẹp cái gì ảnh ha. Ở cái chùa là dẹp cái gì ảnh, không có đem để cái gì ảnh bự nữa. Khi mà có cái này thì mình thấy được thì. Đợt đó là hũ cốt dài hay là hũ cốt tròn ta? Không nhớ. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều.
Di Đà Phật. Cả người Đà Phước đó thì cũng được đưa vào đây. Nghe kinh kệ của chùa thì chắc có lẽ là ra đi được thanh thản hơn. Vô đây là Nam Mô Di Đà Phật. Bà chừng nào bà mới về bà? Chú mới về ha. Dạ. Chắc đi ra đây về nhà rồi luôn. À chắc đem về nhà rồi quá. Không. Có khi... không? Còn ở đây nữa. Không, chỉ có đi đây. Rất là nhiều. Mà cũng mới một năm mấy nay thôi. Và có chỗ này không hay hay chị ừ, chị Hòa? Có chỗ này không ha? Tại sao nói hả? Thường thường em thấy là để chừng một năm hoặc là năm mấy rồi là cũng có thể đi về nhà. Dạ. Về nhà kiểu như là có chỗ đất quê nhà có cái để xuống. Dạ. Kiểu có chứ có. Ừ. Không tiện nên phải đi về nhà. Tại vì các bạn thích bạn. Phật kiến trời. Xưa đây thì mình vô tình gặp được em ơn nằm ở trong này luôn. Em ơn mất rất là nghiệp. Đó thì bây giờ thì mới mất thì cũng để ở đây nè cả nhà. Sau khi mà cúng xong. Thầy có dặn là cúng mấy tầng không bà? Mấy tầng mấy? Ừ, cúng mấy tầng xong. Mấy tầng? Hả? Cúng mấy tầng? Này tầng đầu. Còn ba ba cái, hai căn ba cái nữa. Sao kêu gòn vậy trời? Khổ quá. Nó đéo vào đây thì bé được an nghỉ rồi cả nhà. An nghỉ rồi. Ở đây là chùa Vạn Phước. Chùa Vạn Phước ở đường Trương Công Định nha cả nhà. Bà hôm nay thì cũng đến để cúng từng cho bé Phúc. Ở đây thì có rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị trong này. Bé vô đây thì bé được nghe kinh, nghe kệ thì bé cũng được an nghỉ và siêu thoát rồi cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Bực bội ngồi á, trong người có cái ông khiến em đem ông nói, thôi ông khiến em chạy té xe á, em bực bội em nói, thôi tôi đem ông ra biển thả, đem ra biển thả. Trời. Là không có đem vô chùa sao mà đem ra biển? Đem chùa không có nhận. À. Đâu biết chùa này đâu không nhớ. À. Trong lúc quýnh quán rồi chạy đem ra biển chùa kia thôi. Đem biển thả luôn. Ví như mình mở cái nắp ra mình gạt nắm cái cốt lên á, mang cái yeah. tay vô cái tại Covid mà yeah. cái mình giải bịch cái trang giải xong mình đi về nên vừa lên tới phà cái mua của sang khác bịch vô mặt lại rồi đi về. Cái giai đoạn mà bị Covid ha. Ừ, biết lấy coi nhau người. Ừ, trời ơi, gì là không thấy à. Đi một vòng nữa cả nhà, một vòng nữa coi có thấy không. Em về rồi, em ngán kiếm lắm hả, kiếm một khỉ. Tìm cũng đang tìm lấy hoàn cảnh của anh Danh mà bị té cầu á, té cầu mất á. Đi con, nãy giờ nhìn thì không thấy. Tại lúc trước thì khi mà tụi em chia sẻ hoàn cảnh á thì gia đình cũng đưa vào chùa Vạn Phước này á để vào cái nơi an nghỉ của anh. Nhưng hôm nay là không biết thì chắc người nhà có đem về. Thì ở đây có mấy người đem về. Ngồi vậy được Phật. Lúc trước em đến là cái chỗ của hình như là bên góc bên kia á, bữa nay là này lên. Chú em là không có biết là bé Phúc ở đây. Dạ. Em muốn cắt tên, em cắt được phần sáu mà tại sao mà hôm qua em vô đây em thấy bản tên mà mới hay là. Ồ. Tại vì ở đây là hỏi là ở đây không ai đi cắt đâu. À bé, bé. Ở đây không ai cắt cho đâu. Ừ. Ở đây người quen em cũng không ai đi cắt. Chỉ có chú em biết họ em họ Nguyễn thôi. Ừ. Rồi là con em cái nữa, nó con nữa. Cũng tưởng con thiệt, cậu về nhà ông chửi em kêu quá thì trời ơi. Thì ông tìm con. Ghê vậy? Ừ, nó không phải con trai nuôi con, chứ không phải con ruột con. À. Ông chết vào thì sang tối, em đâu biết sáng nhận về bảnh, tôi đem qua dán vào đó. Ừ.
chén lộn rồi, nó phạm một phút mới đúng chứ đâu phải những một phút đâu. Dạ. Đúng đi. Tao tưởng con mày buộc mày tao để phạm. Nguyễn Thành Danh 49 tuổi rồi luôn. Phải không luôn? Đó. Chắc không phải quá. Đâu? Đây Nguyễn Thành Danh đây. Thấy không? 49 tuổi. Nhớ không luôn? Giống quá ha. Giống. Ừ, Nguyễn Thành Danh giờ 49 tuổi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ kiếm ông thấy bà không? Trời ơi, đứng đây rồi gặp luôn. Chỉ có anh thấy rồi đó. Ừ, thấy con cùi đậu lên không? Ừ. Thấy con cùi đậu không? Anh Danh hiển linh rồi đó. Nó ngồi đang đậu lên đó, thấy không? Đây là hoàn cảnh của Nguyễn Thành Danh, đúng rồi, 49 tuổi. 49 tuổi. Mất 2022 tháng 10. Đúng rồi đó cả nhà. Ảnh mang trong mình một cái chứng bệnh giật kinh phong. Ừ. Lúc mà anh đi cầu á, đi cầu cá cha là anh té gãy cầu luôn rồi mất. Sau đó thì được người dân ở khu vực cái đó nó phát hiện ra thì cũng lôi anh lên. Rồi anh qua đời. Thì người nhà cũng đem tới chùa Quả Thiêu rồi đem vô đây. Nghe, nghe kinh kệ cũng như gửi ở chùa đây. Nãy giờ cứ bàn vô bàn ra nói là ổng đem đi về nhà chứ đâu biết tên, ổng tên thế mà lại đây đứng là thấy luôn, thấy không? Tự nhiên xui khiến là mình nhìn lên cái mình thấy luôn. Hay là Phật vì là vô đây thì mình cũng thấy được là ba cái hoàn cảnh mà mình từng chia sẻ ha. Ba cái hoàn cảnh của anh Nguyễn Thành Danh nè, hoàn cảnh cái Phúc bên cạnh đó là hoàn cảnh của em ơn nữa, mà cũng nằm tại tại chùa Vạn Phước, chùa Vạn Phước ở thành phố Sóc Trăng. Những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn đó nha. Vậy đâu Phật. Chị vô đây chị có sợ không? Ừ. Không sợ hả? Tại vì vô đây là những cái người mà vào trong này rồi là những người khổ rồi mà. Ừ, vô đây là cũng như là ta đã an nghỉ rồi, vô đây nghe kinh Phật rất là hiền, giống như tu luôn rồi đó. Rất là hiền luôn. Nè, em cõng chị hai em từ bệnh viện về nhà chết tinh linh em còn sợ rồi, với Phúc gì mà em sợ sao? Ghê vậy. Ừ. Ngay COVID á, xe kia xe ôm chở nó không chở á. Yeah. Em đã đành lòng á, lúc mà nó còn tỉnh không phải nó chết đâu. Yeah. Em cổng về tới đi cầu quay á là nó cái lúc em nó hơi mệt tôi thả nó ngồi xuống ghế chút. Ngồi ghế xong nó hơi nắng quá, ghét ghét cổng chị hai, chị hai về đi. Em đâu biết đâu, đâu biết nó chăn chối với em đâu. Em nói thôi leo lưng em cổng về. Cái em leo vừa nó leo lưng em vừa cổng đi được 3 bước nó chết ngã trên lưng em thấy nặng chút em muốn nghi vậy đó. Em nghi rồi tại cái người mất rồi là nặng hơn cái người bình thường đúng không? À, em cổng nó mà. Rồi thôi. Nặng lắm, tại bữa hôm mấy phút cũng vậy đó. Em cảm giác em kinh mấy phút thay đồ cũng vậy, nặng lắm. Là mất thôi. Ừ. Nó hầu cái nó chích trên lưng em về nhà, em chích đứng ngoài cổng gì tới nhà em không biết nói gì trơn. Ừ. Rồi về tới nhà cái mẹ em hỏi sao thả chứ hai nằm xuống đi chơi nằm nghỉ mệt. Cái em đứng lên em trả lời cho trốn đi chơi. Cái hồi thấy mặt em xanh lè xanh lét á, đầu mới lại coi chị hai em là tắt thở rồi mới nói vậy là nó tắt thở trên lưng của em. Nó ấy rồi. Cái về nhà cái ông thầy ấy mới về bảo đảm mỗi ngày cả tháng mấy tháng mới mang cơm nước về. Thì em cũng mang luôn nghĩ tới nó con cũng đau buồn. Có con rồi bỏ con đi theo chồng, chồng cũng chết. Trời ơi, tội nghiệp ha. Ở đây giờ chị cũng đợi hả? Khi nào chị mới đi? Chúc em đi à. Chúc đi làm ha. Chúc em lên đường nhờ. Cũng gán để cùng với bà đi cúng thất đầu cho bé Phúc ha. Nhưng mà lát rồi em chở bà đi qua đường nhà em. Thế bà bỏ em ở đường nhà em á. Xong rồi em đi về. Để cho rồi đợi tàn nhang hay như thế nào? Bây giờ cũng xong rồi nè. Xong rồi. Ở đây hồi có người ta dọn, mình không có dọn. Bây giờ tụi mình chay. Giờ mình cũng trong chùa cho nó chay. Cho cháu về như là ăn uống. Về chùa nghe kinh kệ trong chùa. Mong linh hồn của cháu về nơi xứ vàng được an nghỉ cả nhà. Các bạn mọi chuyện xin cho bà đó chưa mọi hậu sự được đều lo cho cháu Phúc xong hết rồi. Cũng nhờ là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mới có được ngày hôm nay. Bà thắp cho bé nó hương không? Có thắp bán hương cho bé không? Đúng rồi hả? Chào sáng giờ được bà. Đợi tàn nhang đó bà. Giờ tới ấy, tới giờ nằm uống, tới giờ về thì mình về thôi. Giờ là kia xong rồi đó. Xong rồi. Cũng lâu rồi phải không? Giờ này là mình về đó. Dạ. Mình về là mình về. Dạ. Chị chở bà ra đây hả? Dạ. Đáp cho bà chạy về ơi. Gán giữ gìn sức khỏe nha bà. Có dịp nào đó thì tụi con đến thăm bà nha. Dạ, cố gắng lên.
Em đâu lo hậu sự xong rồi bà khỏe rồi chứ mà bà đi nhập viện hoài. Đến ngày qua đi chích nữa. Đi chích nữa. Ăn uống không được mà mệt. Thấy nó nằm bên mình. Cái gì? Thấy nó nằm bên mình. À, ngủ là thấy Phúc nằm trên mình hả? Ừ. Trời ơi. Hôm ngủ cũng chứ mình mơ màng vậy sao mình ngủ cũng không được. Dạ. Cái bắt đầu mới là thấy nó đi lại. Đi lại mình nó dọn. Nó nắm chì ta mình không biết kêu đi đâu. Dạ. Chì tới đó. Mày nằm yên đi cho tao nghe. Mày làm gì mày chì tao hoài vậy? Đi nọ. Trời ngủ nội đi hả? Ngủ nội đi. Trời ơi, A Di Đà Phật. Mày ngủ đi đâu hả bà? Không, mình nói kêu đi vậy. Kêu đi thôi. Trong đất chim bao mà thấy anh thấy kêu đi rồi anh biết đi đâu. À. Không biết đi đâu bao. Đâu. Nhưng mà thấy vậy cái đánh lại, giật lại nữa rồi đi đâu. Để nằm yên cho tao ngủ. Rồi, là mình cái hồn mình không đi theo nó thôi. Chứ đi theo là mệt à. Theo là mệt ta. Căng thẳng à. Thôi bà đừng có đi nha bà. Cô kêu thì giái niệm Phật rồi giữ cho nha bà. Có khi bé xuống dưới rồi bé cũng còn buồn. Không có bà, thường ngày trên đây có bà. Hai bà cháu hủy bây giờ. Giống như về xuống đây đó, về ngủ bà đi. Ngủ bà đi cho có có bà có cháu. Dạ, có anh mới thấy nghe được bà kể là có thấy cái Facebook đó. Chưa còn nghe. Chưa bà chưa kể phải không? Nghe ớn không bây giờ? Em còn sợ hơn. Thường quá đây. Cái bà kế bên nhà em có giái chồng nó kéo á. Tối lại ngủ chồng nó kéo đi liền. Rồi rồi, kéo đi luôn. Thì đó em mới nói là thấy kéo đi đừng nên đi. Niệm Phật giái nằm yên kêu nằm yên lại thôi. Mình đi vậy thôi mình đừng có đi. Chừng là sẽ không có hồn mà không theo. Đúng rồi. Theo kêu cái mình kẻ đi rồi cái hồn mình đi theo rồi rồi mất hồn. Ngủ là mất luôn không? Mất luôn. Bà đó rõ ràng trước mắt em luôn. Ừ. Thì con bà kể bà, nó đêm đầu bà nằm bà thấy rồi. Cái bữa đó bà đút nghe bà giái bà nói là thôi ông chết thì ông bỏ tôi lại một mình tôi buồn quá ông kéo tôi theo đi rồi đó rồi đi kéo rồi chưa kéo đi theo mới vừa kéo mới cúng được từng xong rồi tối rồi bà chết rồi Vậy đó Phật giờ tới cúng ba năm tới sáng về quá ha tại vì vô đây mình thấy huyền thấy cũng không dám bà về chứ bà về. Bây giờ mình đi về ra ngoài về, luôn về. Có ra tiền gặp thầy vậy không? Hay là về luôn? Về rồi. Bữa hai bữa anh nội phải ăn được ra. Nói cho bé ăn lòng đi bà. Nghe con. Rồi nó mua mà nước cho uống nghe. Trời ơi. Tội nghiệp không? Bà nói bà về nha, con ở đây nha. Vài bữa bà ra. Đi cho mẹ bà ăn ra. Đứt ruột không cả nhà? Đi bà ơi. Thường quá. Cho một tí. Ở bên đây không có gì hả chị? Không. Ở này là sau này là ta để hết cốt luôn đó, mình vô. Hôm mốt là được còn để không? Ồ. Cái này là chuẩn bị sẵn đó luôn. Ý nghĩa là nữa sau cái đó đó. Bây giờ con nít thì để hai nít. Nam kia là nữ. Ồ. Vậy đó. Đúng tại rồi. Các thời lại như ở chùa Thánh Sơn. Mình sắp xếp lại ha. Sắp xếp lại nó để là cốt nam rồi để ra cốt nam, cốt nữ rồi cốt nữ. Thì dễ tìm. Ồ, tính ra cái này rất là nhiều. Rất là nhiều. Rất là cao. Để cho mọi người để cốt. Bà con khó khăn rồi vô đây ha. Còn thấy hai hồn cốt ở dưới chân giờ bụi trà bá luôn đó. Đây là dành cho những ai mà không có người thân á. Nên mới gửi vô đây thường thường à. Người ta có dòng họ bà con rồi đó thì người ta cũng để ở nhà để mà thờ cúng. Thì ai muốn đem vô đây, vô chùa là đem vô đây. Có khi người nhà cũng muốn đem vô chùa. Người nhà khác. Rồi tính ra ở đây rộng ha. Rồi cái này nhìn ở trên kìa luôn. Còn những cái ngăn ở trên nữa, còn nhiều lắm luôn. Thang rồi lên mới được chứ, đúng rồi. Được cao quá luôn. Cao lắm. Phải rải rồi, nhưng mà sau này mình để lâu á, mình phải giờ lên cao. Tại vì còn những người khác ta mất, ta sẽ đem vô. Mô Di Đà Phật, mong linh hồn ở... Có cả ông già mình xin ăn, em muốn đi lên ra xong rồi. Em bị ổng nhát em cả tháng trời luôn. 3 giờ em đi làm với ông là mới có một thì mấy hai giờ ông gõ cửa ông kêu rồi. Là em sợ. Thôi giờ mình đi về đúng không vậy? Đi về. Thôi giờ cũng xin phép ông bà, Hiến, cô chú, anh chị, ông cho em đi em như là phước mặt thì chứ bữa mà kêu nó gọi là em đi đó. Xin phép rồi ghi hình, chụp hình ảnh
về cái hoàn cảnh của bé Phúc á. Bây giờ mình cũng xin phép mình về ha. Rồi, xin phép về. Cũng mong Phúc có được an nghỉ. Vì đạo Phật. Vì đạo Phật. Đi nha. Giờ mình muốn đi đi ra để về coi nha. Chào sư, chào thầy. Dạ. Ai đó con về? Dạ. Cảm ơn là. Sao chị nội không cảm ơn gì hết trơn trời. Đi về. Đây là chùa Vạn Phước nằm ở đường Trương Công Định, thành phố Sóc Trăng. Nơi mà những gia đình cũng như là hoàn cảnh có người mất á cũng đưa vào đây để thờ cúng trong này coi nha. Rồi xe đây ha. Rồi đi ra ngoài. Dạ. Ừ, dạ. Lúc đó là tiền của Mạnh Thường Quân là sửa chiếc xe này rồi có bà đó. Ủa tay chiếc đi chiếc rồi ổng ái. Cái này là khó chạy. Đeo uống nước mía nè anh Quân. Tụi em cũng mới uống nước rồi. Bây giờ là chuẩn bị ra về luôn á. Thì chị cũng về khỏe nha. Về giữ gìn sức khỏe nha chị. Chị Hòa. Bà cũng vậy nha bà. Rồi tụi con cũng xin phép. Nhất dùng trước khi giúp dùng cái cam mẹ chụp hình để bà trai á. Đây là phía ngoài nè cả nhà. Thiền Quang chùa Vạn Phước. Cả nhà. Thiền Quang Sách Tấn. Mô Di Đà Phật. Ở đây là như có Phật. Đây là chỗ cửa chính nè. Chùa Vạn Phước nè cả nhà. Anh em mà tạm phép video này ở đây, như là hẹn gặp lại quý khán giả, quý mình quân trong những video tiếp theo ha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều.